Xin chào cả nhà đã đang trên kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Hôm nay em đi quay máy cày nha anh em. Tới mùa tới rồi thì đang đi quay, mà ông anh trai anh kêu mình quay quảng cáo bán giùm luôn nha. Đây, để anh quay lại ha. Thì mình nhìn sơ lược thì thấy màu vàng long thì máy cày Isaki đích 2008 đỏ nha. Đó. Thì máy này chắc là có đấu đầu nha anh em. Thấy rất là khỏe nha. Mình quay anh em xem ha. Để xíu mình hỏi coi ảnh đấu đầu gì đây. Để anh chạy gần coi. Đó. Máy rất là khỏe nha anh em. Mình thấy giống đấu đầu máy Isuzu 2.8 quá anh em ơi. Thấy giống lắm. Không phải rồi, không biết. Để vòng thứ hai anh quay lại mình sẽ ngoắt anh lại mình hỏi nha. Đây, sới qua một tác một. Đi dàn sới lớn nha, dàn sới này phải 2.4 m hay gì á. Đó. Dàn sới quá lớn luôn, mang theo cái trục sao nha. Này thì anh kêu mình đang bán nguyên bộ như vậy nha. Là bán máy cày dàn sới luôn. Anh em mình quay anh em xem tham khảo đi rồi mình sẽ ngắt lên lời hỏi giá luôn nha. Đó. Wow, hai đường sới cái quá bự luôn anh em ơi, mà sới rất là nhừ rạ luôn nha, quá đẹp anh em ơi, máy rất là khỏe nha. Đó, đây để anh chạy lên ngoắt anh coi. Quá đã, quá đã. Hai đường sới mà như vậy đó anh em. Sới dần sới dài này rất là nhẹ dầu nha. Đó, sới dần sới dài nha. Dùng này thì ảnh đang sới dần sới dài. Mang trục. Này thì tùy theo chủ ruộng ha. Có chủ ruộng này sới lợi bận nữa mới xạ. Còn chủ ruộng nào ảo ảo vậy là rải luôn nha. Quá đẹp. Hỏi thăm chút coi. Hỏi thăm coi đấu đầu máy gì vậy không? 2.8 hả? Đích gì? Ồ, thì ra đích Isaki 3110 hả? Hồi nãy giờ tưởng đâu Isaki đỏ chứ. Đây, ảnh tắt. Ảnh tắt máy, ảnh cho mình quay cận cảnh động cơ anh em xem nha. Máy còn rất là mới nha. Mới mua 38 triệu hả? Đầu máy không hả? Gắn vô năm được rồi. Nó còn bảy màu luôn á. Máy còn đẹp lắm nha anh em.
Thấy tại vì gắn cái nắp này hơi xấu xấu chứ động cơ ok luôn á. Này là cái đít xanh phải không? Đít xanh. Đít 3.1 xanh nha. 3.1 10. Đấu Isuzu 2.8, động cơ quá ok luôn rồi. Tại nó dính dầu ha. Để đi qua quay bên kia coi. Quay kỹ kỹ chi tiết anh em xem, đừng dễ mua nha anh em. Đó. Máy bao riêng nha. Quá đẹp. Dầu quá này phải chế dầu kỹ kỹ sao nhiễu dầu quá. Không có quặn ha. Rồi, xin báo giá cùng anh em nha. Đít Isuzu 3.1 10, động cơ Isuzu 2.8, máy bao riêng. Rồi bán anh em giá 75 triệu nha. Anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại tiêu đề gặp ngay anh chủ máy này, anh chủ máy đẹp trai nè. Có bánh hơi luôn nha anh em. Lúc nãy mình chưa có hỏi tham khảo nên mình cũng nói lộn, anh em thông cảm nha. Thì ra là anh nói là tại mang cabin đỏ thôi chứ đít 3.1 10 nha. Đít 3.1 đó. Đít 3.1 động cơ Isuzu 2.8. Máy riêng nha anh em, máy riêng chưa bung nha. Máy rất khỏe nha. Quá đẹp. Quá chơi ok quá anh em ơi. Tại khu này gò mấy cái gò mã quá nhiều nên nó chạy quanh nè. Giá tiền thì anh bán cũng giá hữu nghị anh em ơi. Máy còn khỏe còn mạnh như vậy mà anh bán cũng hữu nghị lắm. Bắn lên. Anh em muốn mua thì alo trực tiếp số điện thoại tiêu đề gặp ngay chủ máy nha anh em. Mình chỉ quảng cáo giùm thôi nha. Không có qua cò két gì hết. Anh em cứ mạnh dạn alo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của mình.